cabin xà lan là nó rất là cao, mà nó ngồi nó quan sát là cái một thấy liền à. Đổi sáng lắm, đèn của nó dữ lắm, mà ổng nói là kiếm như nó không có thấy. Ông nói với tâm lý của ông đó đi cào. Tại vì đâu? Tại vì bữa đó quay là rõ ràng không mà, ông đó nói mà. Ổng te sạc vô cầu ổng nói mà. Ổng dừng máy lại luôn, ổng nói là bây giờ á nói người nhà với mấy anh em á đừng có kiếm dưới sông nữa. Kiếm dưới sông là không bao giờ thấy đâu. Chỉ lên trên bờ kiếm thôi. Tí là làm chào mọi người và các bạn nha. Thì mà các bạn ơi, thì hôm nay đó các bạn, thì trong gia đình của anh Khở đã mất tích ở ngay cây cầu Trà Ôn này, là của tỉnh Vĩnh Long nha. Thì anh Khở mất tích hồi ngay chân là ngày là mùng ngày là 8 tây tháng 8, thì hôm nay là tới ngày là 19 tây tháng 8 nha, mà vẫn chưa có tìm kiếm anh Khở được. Thì hôm nay là gia đình cũng đang là có một cái ông thầy 11 gì đó, thì hôm nay là ổng chạy xe tới để là cúng cho anh Khở, là hôm nay là ngày thứ 12 nha, để cho các bạn xem. Thì hôm nay nữa là ngày 12 ngày luôn là chưa có tìm được luôn nè. Thấy cái cabin xà lan là nó rất là cao, mà nó ngồi nó quan sát là cái một thấy liền à. Đổi sáng lắm, đèn của nó dữ lắm, mà ổng nói là kiếm như nó không có thấy. Ông nói với tâm lý của ông đó đi cào. Tại vì đâu? Tại vì bữa đó quay là rõ ràng không mà, ông đó nói mà. Ông te sạc vô cầu ông nói mà. Ông dừng máy lại luôn, ông nói là bây giờ á nói người nhà với mấy anh em á đừng có kiếm dưới sông nữa. Kiếm dưới sông là không bao giờ thấy đâu. Chỉ lên trên bờ kiếm thôi. Chứ đâu mà mất tích gì? Bà Kim Hà người ta bị neo rồi, là tới 12 ngày mà ông này ông cũng ổng con đó rồi đó, con đang tin là ở biển con tìm thấy biển Kiên Giang nè, bập tà cá đó vớt lên cái một tăng lên một cái cả thế giới mấy tàu cá nó thấy được, nó vớt liền ở đây cái gì mà mấy ngày 12 ngày bữa nay nữa là 12 ngày á. Chú biết là con đăng tin gì nè, là con đi 5-6 cây số người ta còn hỏi tìm được chưa đó lận. Cái ghe chạy đi kiếm đâu bằng này, cái ghe chạy đi kiếm đâu bằng, mở điện thoại lên coi. Bữa ông quay là cái ông kia ông nói ông đẩy cá ông nói, hai vợ chồng nói tìm dưới nước không bao giờ có, không phải đó, tôi khẳng định ông đó khẳng định là tìm dưới nước không. Là ông kêu đi lên bờ kiếm hả? Ông kêu lên bờ kiếm, ông nói là ông gửi cái hình này cho bà thầy bác coi rồi, dưới nước không có. Lại nhảy lúc nước rồng, lại nhảy lúc nước rồng là biết lỗi là không trời nữa nè, ông nói gì đó. Biết lỗi mà phải không? Lỗi mà. Biết lỗi. Biết lỗi. Rất là nhiều người nói là nó cái qua các ông bạn cái anh cãi đi. Có tấm trăm cung mà. Biết lỗi. Biết lỗi. Có tấm trăm cung mà. Rất là nhiều người nói mà. Biết lỗi giờ. Bây giờ đâu không biết lỗi đi. Nổi lên chứ đâu. Nổi. Má bữa nay mà lặn xuống cái mò không có là giờ cái tàu mẹ. Mình nó nhảy cây cầu rồi nó không chết, nó nhảy hai quận mà nó không chết chứ đâu, nó về chui vô chuồng heo nằm ngủ, người ta đang kiếm thấy mẹ luôn, về nhà lôi đầu ra đem lên công an phạt cho mình 10 mấy triệu. Hai quận không chết để biết bơi mà nó bơi, nó bơi lên vậy nữa. Người ta đang kiếm chết luôn, kiếm mà từ sáng kiếm tới tối luôn, tới 8 giờ tối. Lúc mình biết lỗi á, mình nhảy xuống là mình ém cái hơi trong người mình nè, là nó bình lên à. Không, cái cầu này nước lớn mình nhảy không chết, nước lớn nhảy không chết. Có mấy người kia nó ổng nói là hồi nhỏ ổng cũng tắm cái cầu này, cái khúc mà mấy cháu cạn cũng tắm ở hoài à, ổng cũng lại kể đó, tắm hoài bị gì đâu. Vậy là vấn đề nào á, giờ bên này chắc mình nhìn ra khai bò bẻ bẻ đó, lặn đó lặn. Ủa nhưng mà kêu thở chưa? Từ 11 xuống hay 11 xuống mà. À. Từ 11 mà lại nữa nè. Lúc 18-19 giờ gì á, ở đâu xuống á, mình bấu xuống mà. Mà không cúng gì á, lắm vậy. Thầy tôi là ngày chứ. Cúng mờ vậy á. Hả?
không, thí dụ giờ là của ổng mà gài ở dưới là ba cái mỡ nó của nó phải nổi lên chứ. Con đĩ mẹ nó, hoặc nó mãi một cái để một cây thối nghe mùi. Ừ. Không bao giờ gài ở dưới đâu, gài là nó mỡ nó sẽ nổi lên. Ổng nói chắc tối nào phải nè, chỗ đó kiếm chỗ nào mà mỡ mà nó định. Sao vậy? Đem ra chú ngồi đi dắt rồi đi về. Đúng rồi. Mà sao dám đi trời. Nó thật dữ lắm, nó thật trong phải những cái không mà đâu. Tại không tôi chưa thấy cái gì. Thôi lắm. Coi ông cho coi hình nè. Máy con sao còn là chết rồi mà. Ông mà nói gì ông là cái sao mà. Ông kia te rồi đụng tụm. Nè máy con sao toàn sát người mà coi không. Mấy anh coi. Đó đây lấy cốt là cho nó không bệnh đi nhanh đi tôi bỏ nhà. Có chiếc cano á là không hẳn là anh giúp đỡ ở trong cái Đồng Tháp của mình hoặc là anh đi xuyên tỉnh luôn anh. Xuyên tỉnh, xuyên tỉnh luôn. Ở đâu cần là em cháu nếu mà xa quá em cháu đi không nổi thì có thể nhờ anh em hỗ trợ ô tô. Vậy đó ha. Dạ, chứ quá bao giờ, quá ok luôn. Không bao giờ quánh mặt làm ngơ, cái đó là nói cam kết. Đúng. Coi như là anh em ở đâu chia sẻ là nhờ là anh đến. Dạ đúng rồi. Xuyên tỉnh luôn. Vậy là rất là ok luôn rồi. Rất là ok chỗ anh khởi luôn anh mùa 1 luôn cô chú anh chị. Làm cái tâm rất là tốt tháng 7 này. Công chuyện như thế này mà em buồn em ngủ không được đủ thứ chuyện hay là như nào? Đủ thứ chuyện nhân hàng trên cơ quan rồi ở đây nữa hai thứ dồn lại hồi là muốn điên luôn. Ừ vậy đó ha. Rồi thức hôm thức tới đâu 5 giờ mấy sáng. Rồi hồi nãy đó là em cũng nghe qua anh 11 kể rồi đó, cũng như là ngày hôm nay là ngày cuối cùng anh 11 rút lui rồi đó, thì không có tìm kiếm chú ruột của em nữa, thì cái cảm nghĩ của em như thế nào? Cũng buồn chứ mà bây giờ anh buồn em ta từ trên cảnh lặn lội xuống đây giúp mà. Trời, nói câu... người nhà kêu quá thì rút. Trời, nói câu đứt ruột thì cô chú anh chị cũng muốn là hết lòng để cho anh em giúp đỡ để tìm được chú ruột của mình ha. Em Hoàng chia sẻ muốn rưng rưng nước mắt luôn cô chú anh chị. Rồi. Thiệt. Chạnh lòng những lời nói này luôn. Chắc nguyên đêm nay chắc là không ngủ gì luôn à. Phải... chắc đêm nay ra đây thức nữa. Ra đây thức nữa hả? Thức canh nữa. À, canh nữa. Canh chừng nào bằng cho được thôi. Thì lúc chú ruột ra đi có dặn dò lời nói gì không mà sao? Ông không nói gì. Sao em là cũng như là ai bỏ cuộc thì bỏ cuộc nhưng mà em cũng vẫn hết mình vì trong chờ muốn tìm gặp được chú ruột mình. Giờ ai muốn bỏ cuộc thì bỏ cuộc, em thì em cũng có đâu. Ừ, em cũng đợi hoài tới. Đợi chừng nào mà tìm được thì thôi. Tìm được thì thôi. Tác với anh 11 cũng cúng một là ngày cuối cùng nữa. Anh em mình trực ban đây đó. Trực ban đây đó thì anh 11 cho sẵn đây nè. Thì cũng như là gia đình không có cúng nữa. Nhưng mà anh 11 cũng muốn ước nguyện cúng một ngày cuối cùng. Tìm được không được thì cũng rút lui. Đó vậy ha. Đó thì anh 11 hồi nãy giờ cũng chia sẻ cũng nhiều rồi. Thì chút xíu nữa. Chút xíu nữa thì bắt đầu mua đồ cúng về. Bắt đầu là hoàn hợp tác với anh 11 ha. Thì trong thành ông thành gì 4 giờ là em thu đội đó. Dạ. Tại vì hôm nay là bỏ những công việc khác. Anh em nãy cũng nghe điện thoại đó, cây cối hầm gương rồi tập lâm chân. Bên mà ở giữa nó đi ngược lên phía trên á, cái nắng cái đó là gió, chân. Gió không ơi. Gió cái nóng nó nhẹ quá chứ. Nhưng mà nó cũng sấy à, nó sấy nó quặn ở giữa cái cầu à. Giữa cái cầu nước không có trôi, nó quặn ở giữa. Cầu Cần Thơ nè, rồi cầu Mỹ Thuận nè, là tìm được hết á. Cái đó là con sông cái mà sông bự đó. Ừ. Mà người ta tìm được, tại sao con sông này tìm không được? Con nhỏ này gái nghe con kéo từ cái kéo về trời ơi. Cô, cái này là cô nghĩ là giống như mà các thằng hồi sáng nói là giống như đừng có kiếm ở dưới sông nó dám lắm ha. Chốn mà chốn đi đâu bây giờ? Giống như là người thì nói thật là chết rồi mà nó nói chơi đây ví dụ này cho nó nhiều ví dụ tôi là người cho gia mày mần cái gì tao mới cho mày chứ không thì trong mình chơi không gì cho đúng rồi mà nói chuyện cũng vô lý á chuyện của người ta thì mình không có cãi ví dụ cờ bạc với nhau đâu có đầu quá được đúng rồi ví dụ này gì là người chơi đi mày là người chơi đi tôi chưa chắc thì dám đâu mày dám giết không
rồi. Trời, nói chuyện chơi thôi. Tại nấu là nấu hăm dọ thôi. Tại vì thằng này cũng như là chưa từng thiếu nợ. À. Quá sợ, cũng là có trường hợp đó. Nếu mà dân thiếu nợ dữ thì mình cũng không nói được chuyện đó. Dạ. Dân không từng thiếu nợ, rung. Mất xác rồi. Quá trời, còn cái gì. 12 ngày rồi. Còn... Quá trời, thật không muốn mẹ cho mấy ngày này nắng dữ luôn. Một là quyết tâm. Cúng đây xong là hồi lên tôi luyện đồ thế là trên cầu ngay vị trí anh luôn á. À, vậy đó hả? À, tôi phải lên cầu. Lên cầu. Tức là mình lên cầu mình bỏ cái bộ đồ thế xuống. À, ừ. Thì nó từ trên cứ việc là tự nhiên. Ừ. Mình có đốt không? Mình cũng đốt mình để xuống không? Tôi gửi lính xuống lần cho mấy người canh đăng mấy người đó cho giải ngủ cho anh này gì à. Đổi ha. Đổi, là ý là nó vậy. Thay đổi người. Đổi ca. Đổi ca. Ông gợi ý vậy đó. Ừ. Là đổi ca đó. Ừ. Tại vì nguyên tắc cái ông lính mới vô thì phải làm việc, phải canh cửa rồi chứ. Ừ, đổi ca gác. Ừ, à, đúng rồi. Là cho ông kia lên. Vậy đó. Ừ. Cũng hay ha, anh 11, cái ý của anh 11 vậy là cũng ok đó. Ý này của ông thầy với anh 11. Ờ, ý ông thầy hả? Anh 11. Ý của ông thầy chỉ cho chỉ tôi. Anh 11. Ông ở xa. Ừ. Ông 11 là được chỉ điểm. Ừ. Tôi là được người kiểu như được quý quyền. Ừ. Và có rất là nhiều người nhắn tin trên những cái video mà anh em đăng qua mấy ngày trước á, anh 11 là nói cũng có góp ý là nó có khả năng là không biết người ta có nằm gặp hay không, nhưng mà ta nói có khả năng là bị mắc kẹt đằng phía cái dôi đằng kia, cái hàng lớp gì đó, cái nhà sập gì đó, là anh có nghĩ điều tôi đó tôi cũng không? Nghĩ điều đó mà tôi cũng đương nghĩ. Thì một số ngày trước cũng có mấy người dân ta cũng nói nghi ngờ là ở đó nữa, ví dụ như bữa nay mà mình cũng đúng lễ vậy đó. Nếu mà đủ duyên thì gan như người ta chấp nhận với mình thì biết đâu bữa nay xui khiến người ta đẩy anh ra sao. Ta cho anh lên. Cái gì cũng vậy. Nhưng mà ngặt cái thì gia đình với tôi nói không có cảnh nào không có ha. Hồi nãy tôi chứng kiến mà tôi ngồi tôi nói chuyện với bác mà bác xuống hai dòng nước mắt đây. Bác chính bác cũng thua cuộc luôn rồi. Ừ, bác mẹ của bây giờ sốt như vậy rồi biết làm sao giờ. Tôi cũng kỹ mình vô nhà người ta mình cũng kiến. Mình làm theo chỉ dẫn mình cũng phải hỏi gia đình người ta chấp nhận mình mới được chứ đâu phải mình muốn làm bừa bãi mình là người ta nói mình là không được. Gia đình bên gia đình của anh ở á. Nãy mấy dòm cái bàn thờ của anh tôi tưởng đâu nhà cũng mới có người mất gì không có chuyện hỏi lại là bữa chục dông anh về đó. Rồi để cho anh. Ừ, để cho anh. Vậy là ở nhà cũng lập cái bàn thờ để giống như là đang thờ anh nha. Anh đang thờ. Cũng có kinh Phật đồ nghe bình thường. Ừ, anh 11. Anh có về nhà được không? Cái đó mới quan trọng. Đúng rồi. Bởi vì tôi, cái ông thầy, ông chỉ ông gợi ý vậy nè. Ông nói mình cúng đất đai, thổ địa, thổ thần trên đây là một chuyện. Rồi mình cúng với bà cậu là mình trình hai cái lễ. Vì sao rồi tôi kêu y gan như ông thầy dặn ở dưới người ta mới được lên bờ người ta hưởng. Còn như không ông cúng ông giấy lào lào là trên bờ ta hưởng cái dưới đâu được. Cũng như dỗ gia đình mình đi mà mình không cúng đất đai viên trạch với một mâm cô bác là không ai gì ăn được chứ. Cái đó là nguyên tắc hồi xưa nay dỗ quả anh em mình gia đình là biết phải cúng hai mâm trước thì nó tương tự như vậy. Anh 11 đã bao lâu rồi anh 11? Vài năm nay à. Mấy năm rồi? Cũng 2-3 năm thôi. 2-3 năm mà trước đó cũng có giúp lê gai ở xóm Ghiền. Mà sau này thấy thịnh quá thôi làm luôn. Như là theo theo cái kinh nghiệm của anh 11 á là anh khởi làm hôm nay là ngày thứ 12 rồi. Có khả năng là chìm luôn không? Cái chìm luôn không có chìm rồi tại vì càng lâu là càng cơ hội nổi nó cao hơn chứ không có chìm được. Có mới á, ví dụ như mới qua đời á thì tính tắc là hồi nó lên rồi. Rồi cái nó mới chìm lại. Lại. Thời gian mà nó nổi lên được nó gặp không khí á, nó phân quỷ bắt đầu nó mới chìm lại nữa. Rồi coi như là không còn gì luôn. Lớp cá hưởng tác động côn trùng mặt trên là nó như vậy. Nhưng người ta cũng có lòng. Này là bạn đến cũng được ha. Gia đình bỏ cuộc rồi bạn bè thương bắt đầu quay lại. Ông anh với bà chị mới lại đó. Hôm nay có ông anh với bà chị bạn của anh Khởi đến để mà mua đồ cho giả, người ta là một cúng người ta kỹ lưỡng người ta không có cho quay
mình tôn trọng ý người ta, anh em đừng nên sai phạm rồi người ta buồn. Ok. Còn tôi mấy ông quay cỡ nào cũng được, tôi giờ cả nước cả thế giới biết rồi. Anh Mùa Một vui tánh quá, anh Mùa Một vui tánh. Bây giờ cùi không có sợ lỡ, sợ lỡ à? Chậm mưa đi tìm luôn mà. Sao bà con là cái tầm nhắm cái chính quyền hoặc bên đường thủy người ta đo hai mấy thước, nếu mà cái lòng sông này nó trống là anh trôi ra sông cái ngoài là mình tìm rất là dễ. Còn này vị trí phía sau cách đây nó có một cái cấp lở vậy nè, nó có một cái hầm hết. Mấy ông lặn là nó có hang ở đây nè. Thì đó đó, khi người mình chết em Đạt hỏi anh ơi có cần đồ cúng gì không, đem đồ cúng với đồ sa chủ giáo cà sa đồ. Ok hỏi vậy. Không cần, không cần đâu, đại tôi hòa hảo tôi không có cần đó. Tôi thành tâm mà được rồi. Còn trong cái tôn giáo người ta là người ta cúng với tôn giáo người ta nha. Để anh Đạt nó xuống nó cúng tiếp anh. Tranh thủ xuống mày. Dạ, thầy Đạt xuống hả? Thầy Đạt đem cùng thủ xuống luôn nha. Tôi cũng có đồ cúng mà tôi không đem, tôi sợ ở đây rồi nhiều khi cũng bà con nói ông này ông màu mè với anh em này nó tới bấy như vậy mà còn bị. Thầy Đạt lẹ lẹ xuống, hôm nay là ngày cúng rồi. 4 giờ là thu đội. Tôi nhận một thêm cái giải khuyến khích này là chờ nếu mà có lên thì tôi tiếp gia đình để lo hậu sự thôi, chứ bữa nay đâu có đi tìm nữa. Thì là 4 giờ chiều là hả, thì thu đội nha. Thì đó các bạn, thì thằng Hoàng đây là nó là cháu của anh Khởi nha, thì nó đang đi mua những cái đồ cúng đồ về đặng hồi đặng là cúng cho anh Khởi. Thì hôm nay là cái ngày cuối cùng, là 12 ngày mà chưa gặp, là chưa tìm thấy anh Khởi nha. Trà rượu hả? Chưa có mua nhang hả Hoàng? Nhang còn mà. Thấy hết thì mà. Còn mới nãy thấy còn bộ bó nhang mà. Bước xíu được không? Ảm quạng á, ảm quạng ấy. Được hả? Nó ra. Nãy giờ mấy bà dìm này bốn trẻ đúng đó. Anh đứng ngọt. Đừng quý vị nào ngồi xe là cùng tôi đi nghe. Ở đây đi ra chợ nó cao khó khăn. Rồi đúng rồi, cái chai bự ra đây. Một ly hai ly còn như là lúa ha. Báo được phá giới nữa. Chưa có đồ gì. Không được, không gì là thu đội phải không? Bốn giờ thu đội đó. Bữa nay có thầy Đạt tới đó nha. Anh làm lại đây. Cái này là uống rượu nghề là ta hello. Vậy là đâu cần ly. Mấy ông biết tôi nhiều, mấy ông cười chết luôn á. Tôi gắn mắt là đi mua rượu biết người ta còn cho luôn á. Tại vậy tôi đo luôn cho không ạ. Cho không ạ. Chiều nay không đội á, chỉ là mình tự nhiên mình trà thôi đó. Ủa vậy? Là người phải lớn tuổi đứng ra làm mấy cái chuyện này. Nhưng mà cơ nhở không có được thì mình tôi đại diện cũng dân được. Đại diện vậy mấy không? Cái lễ nghĩa là phải hai chồng vụ nói chuyện là mới đúng lễ ta. Nói chuyện với cái anh này hôm mà ảnh coi thầy nè. Anh em chuẩn bị máy nói chuyện với anh này giùm em, ảnh coi hôm mà ảnh coi. Alo em nghe anh ơi. Đó. Dạ em nghe. Bây giờ ông thầy này ông nói là cái xác của thân xác của anh Khởi rồi. Bây giờ là tôi về hướng Trà Vinh á. Cho về hướng Trà Vinh. À. Đó. Em đưa hình đưa tên tuổi. Không mà cái này để em nói cho anh nghe nè. Bây giờ là cái dòng hầu anh giờ anh còn đó đó chứ anh không được. Ông cái ông mà để mà ông làm cái chuyện giải mà ông cầu hôn anh Khởi á là không được đâu. Dạ. Bây giờ cái hồn anh còn nằm tại dưới, bây giờ có cái con nhỏ đó là nó bắt con anh xuống ở đó cũng như làm của ai là muốn làm chồng vậy đó, còn tồn tại đó đó. Còn dạ. Cái thân xác của anh á, bây giờ là anh tâu vậy hướng dưới cho dưới mình nè. Thì cầu Mang Thích. Dạ. Châu về hướng cầu Mang Thích ha. Hướng cầu về Mang Thích rồi, nhưng Mang mà anh bây giờ này người ta chỉ ông kêu mới chỉ nghe là vậy. Bây giờ anh đem ra cái chỗ cái vị trí của anh, cái anh Khởi mà đứng dậy chào quá. Dạ đúng rồi, em cũng dự định vậy đó, anh cứ nói vậy. Không
anh nói cho chị em, để em nói hết cho nghe. Dạ. Yeah. Là ra gì thì cầu đó là người ta đem chiếc ghe ra ngoài đó đậu đi. Rồi đem cúng cái mâm cơm với đem con vịt. Rồi em hiểu rồi. Con vịt sống của mình đó nghe. Dạ. Yeah. Để nói hết cho nghe. Cũng như là anh 11 phải không? Dạ yeah, đúng rồi. Rồi để em nói cho anh nghe, bây giờ anh ra ngoài anh cầu cho cầu mẹ thị tề cũng như là cái con ma con quỷ nước á, bây giờ nó đeo bám chỗ đó nè, bây giờ nó không có cái hồn của anh khởi lại không lên được, bây giờ còn nằm tay như tiếc đó, mà cái thân xác là cào thì nó không có đâu, bây giờ mấy ông kiếm bây giờ không bao giờ được, tại con quỷ nước đó nó đã cái thân xác của nó, cái thân của anh khởi bây giờ nó đã kìm rồi, nó không cho ai lên được, đặng nó nếu chết được là có người cầu lên, nó cầu cái xác lên là nó sẽ đi đầu thai. Yeah. Dạ. Yeah. Nhưng mà là từ khi là có một người đặng tục cái hộp lên là cái thần lên phải không? Là cái con ma da cái con quỷ nước đó nó mới lên được, nó mới đầu thai được, chỗ khác là cái thần của anh khởi này mới là ghê trời. Mới là lên được, mới kiếm được thôi. Không đã, nhưng mà nó tôi về cách khoảng chừng 6-7 cây à. Xuống dưới hơi dưới vậy đó. À. Ba ngồi xuống nè. Ngon em mới đi về đâu nè, em mới về từ sáng rồi quên bỏ đi cậu nhà mới về mới đi cho mấy anh luôn có bạn bây giờ là cái anh bây giờ anh 11 phải không? Cái này anh 11 phải không? Dạ đúng rồi. Em là trực tiếp bây giờ anh ấy rồi, em cũng cố gắng thực hiện. Em 12. Để em nói cho anh nghe nè, anh bây giờ anh kiếm con vịt đó, đi con mua lấy bắt cho con vịt sống. Dạ. Đúng không? Rồi mua cây trái ăn quả quả gì đó. Cúng cái con trong ở dưới con quỷ nước chứ ổng nói là cái con quỷ nước bây giờ nó đang cái hồn của anh còn ở dưới chỗ đó đó. Dạ. Không cho lên. Có một con quỷ nước á, cũng như quỷ nước đó là nó nếu cái thân mà xác của anh khởi lên á thì sẽ con hồn đó là cái con quỷ nước đó là nó sẽ đi đầu thai rồi. Nó kiếm cái xác của anh khởi lên, chứ mày không khởi đâu, cái này cũng ra đâu không này nè. Rồi anh nói. Dạ, anh nói hết chưa? Anh nói hết chưa? Cái vấn đề anh nói là có sự trùng hợp đối với em. Tại vì cái vị trí anh khởi anh qua đời chỗ đó đó là giấc chiều. Anh em về hết là em thấy một người tầm 20 mấy tuổi là nằm phức ở chỗ cái mặt cầu này nè anh. Đó là em thấy đó. Là bữa sau là em phải cúng trái cây. Thì hiện giờ nãy giờ em cũng nhờ anh chị em đi mua trái cây về, nếu mà anh cái cách của anh coi hay thì em áp dụng theo vậy. Nó cũng gần giống như cái cách thức của em cúng luôn. Có một ông thầy cũng dặn em là phải mua đồ thế cúng với này nọ, phải làm người thế thân như á. Kêu á, cũng như là kêu họ tên của anh là cũng như mình cúng là mẹ thủy nước nha. Dạ. Là mẹ thủy nước. Rồi, mẹ bà thủy. Là mẹ thủy nước, cha cha thủy mẫu, mẹ thủy nước gì đó. Mình cúng là mới gọi hồn cái anh tên đó rồi bắt đầu là cái bắt đầu mình thả cái con vịt. Dạ. Nên nghe. Dạ. Để nói đặt nó chỉ đàng hoàng là em mới về tiền cho anh. Dạ. Bây giờ là nó là anh chị anh đi tiêu diệt con vịt mà nó chạy hướng nào thì là cái xác thân ảnh ở đó đó anh theo con vịt hoài. Dạ. Ví dụ mà cái con vịt mà nó xuống, mà ví dụ anh thả xuống con vịt mà nó quay vòng cái lượt cầu á là cái xác anh còn đó đó. Nghe kịp rồi, cũng như là cái con vật nó đi tìm cái nơi nó là cái linh hồn vô đó. Đúng rồi, đó là anh ví dụ anh cúng rồi. Kêu tên tuổi anh gọi gì đó là anh thả cái con vịt cúng xong phải không? Dạ. Thì mẹ thị tề là con cúng vịt quỷ nước á, là mẹ thị tề. Sao dạ. Anh cần vịt mà lặn xuống là sao? Anh kêu là giấy như bà cậu đó, trong đó là anh kêu thầy thị tề á, như là đây là con quỷ nước là nó bắt cái hồn ảnh luôn, chúng nó kìa chúng dưới đó, đó anh không cho lên. Dạ. Khi nào mà anh trục nước cái xác anh lên là cái con quỷ này. Mạng đứng anh yếu. Mạng yếu không? Mạng yếu. Kết nối của bạn không. Cúng được là tự nhiên là cái là nó lên là miếng nó chủ nó hơn, mà còn miếng mà chứ cái xác này là con quỷ nước là nó đeo bám rồi. Dạ vậy. Nó không cho người không kiếp được đâu, không kịp. Anh thấy rồi rõ luôn ha anh. Rã nó không rã, nhưng mà cái đã nó không rã. Mà nó đâu vậy hướng chạy vậy đó. Vậy đang không thích á. Anh ở nhà anh cúng anh thấy sao hả gì anh? Anh đi coi thầy mà. Coi thầy ha. Ừ. Anh coi ông thầy chỉ. Anh coi ông thầy chỉ. Mấy con cái ông thầy này ông thầy quan chứ không phải là cái ông thầy
dạ. Chống nổi tôi sáng cho tôi chạy một bức chạy ra đi sức mồ hôi nè. Dạ à. Khô mồ hôi cho anh. Muốn cho anh bé tôi không phải tôi giúp, tại vì tôi thấy anh, tôi nói thiệt anh, tôi thấy là tôi coi trên mạng nè, tôi coi hôm rày mấy ông chết là phần hai rồi, tôi nhớ được cái ông này. Dạ. Ông cũng tìm của ông cũng là trời ơi. Thôi cái giác. Hiểu nữa. Mạng máy bên mình không ổn định. Chút xíu có lại. Ờ đúng rồi. Mình cũng đó mình thải xuống cái mình thải xuống nước, miễn cái hướng mà con dịch lội đâu là anh đi theo đó là cái thời lại tới đó, miễn mà cái con dịch mà nó quằn nó không đổi nữa là cái ông Hoàng. Bây giờ ông thương chú ông phải không? Ông đi lo cho tôi chiếc ghe đi. Đụng bữa nay tôi cầm chiếc cái nén tôi cũng làm theo ông thầy này nữa. Tôi nói thiệt. Tôi thấy ông này tội trọng quá. Người ta ở phương xa người ta cũng nói này rõ ràng. Em nói anh vậy. Dạ. Nè em đi một. Dạ anh cứ nói đi anh. Ông có nói với em nè. Có nói một câu này nè, nếu mà kiếm không được ông sẽ có về, ông sẽ về một chiếc ông khoảng 2-3 ngày đi kiếm được 2-3 ngày ông sẽ trục cái hồn lên giùm. Ông giùm trục cái hồn. Ông thầy mà anh coi đấy ha. À, dạ dạ rồi em hiểu rồi. Đó, ông ví dụ anh bây giờ anh làm cái phương hồi nãy ông chỉ á, ông chỉ em đành em bây giờ em nói anh. Rồi. Anh cứ ra ngoài anh cứ ra còn chỗ cái giữa sông mà cái vị trí của anh khởi mà anh chạy xuống á. Rồi. Thì anh neo anh của cái chân cầu đó anh cúng rồi xong tôi anh kêu mẹ tỷ tề là chị mẫu gì đó rồi là ông nhận vậy nha. Rồi có chúng cái bà cậu gì đó họ tên ảnh rồi vậy rồi đợi anh cúng xong xuôi rồi anh thấy xin keo ba keo. Anh có xin một keo nha, ba keo. À. Ba keo. Ừ. Nghe. Yeah. Rồi anh mới cúng rồi xong xuôi anh mới là thả một con vịt xuống sông. À. Rồi. Đó. Con vịt nào mà nếu mà nó thả xuống mà nếu mà nó cái chỗ đó mà nó quằn nó quằn vậy nè thì nó con là cái xác anh khởi đập đó. Mà nếu nó lội đi thì mấy anh từ coi. Vậy là cũng có đáp án đó. Cái này nghe nó cũng có cái lý. Nếu mà thật sự cái xác anh gài đẳng là con vịt nó lội gì hết. Rồi anh cứ nói nó quằn mà xịt thì chỉ 2-3 km á. Nếu nó quằn chỗ đó là cái xác nằm đó, nó không lội đó là cái xác nằm đó. Tại vì hồn rời khỏi xác thì cái hồn nó đi kiếm cái xác thì đúng rồi, anh nói cái lý do đó là vấn đề đó đúng. Nhưng mà nó không có nổi, cái xác này nó không có nổi đâu. Dạ, yeah. Chừng nào buông mới nổi. Cái thân này đựng cái xác. À, cái thân này là chừng nào họ buông mới được nổi. Họ mới trả cho mình. Ừ, cái tại vì cái thằng là cái nghe ổng nói là cái con gì lực nó đeo cái bán cái xác thân. Nó không cho nổi lên, nhưng khi nổi lên là nó đi đâu sai đó. Con quỷ nước là cái hồn người phụ nữ ha anh? Cái gì cha? Anh hỏi là... Đàng hoàng, nhưng tốt, em đừng có nói đâu, nói ngang. Không có mấy người ngoài người ta hỏi. Nói là cái ừ. Thì cái đó hỏi đang thật mà. Dạ, người ta hỏi là cái con quỷ nước đó là cái hồn của cô gái, của người phụ nữ đó gì? Mấy anh 11 mà gặp mấy ngày trước đó. Thì cái tôi mới nói anh nãy là tôi gặp một cô là ngay chân cái vị trí anh phóng luôn đó là giác chiều nằm kiểu như nghiêng đầu qua vậy nè anh. Giống như hai anh em mình nói chuyện mà nghiêng vậy nè. Là em thấy bắt buộc em phải cúng đó. Là anh nói cũng... Ông không có nói ra là tai gái gì hết. À. Ông chỉ nói con quỷ nước thôi chứ ông không có nói ra mà là... Thì mà các bạn ơi, thì sớm như bạn thì Tí Lạc Lâm bạn thì cũng quay tiếp tục cho bạn xem thì anh Khởi mất tích tại cầu Dầu nha. Thì hôm nay là ngày thứ 12 thì hôm nay là cũng có mấy ông thầy để đến để cúng để là chỉ dẫn trong gia đình để tìm kiếm anh Khởi đó các bạn. Thì chỉ vào sớm giờ cũng đã hết rồi. Thôi giờ Tí Lạc Lâm kết thúc video ở đây luôn các bạn. Thì mình cũng mong các bạn hãy ủng hộ cho Tí Lạc Lâm bạn, hãy cho Tí Lạc Lâm một cái chia sẻ và một cái đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất từ Tí Lạc Lâm luôn các bạn ơi. Bây giờ Tí Lạc Lâm bye bye các bạn nha. Bye bye.